virus mới corona quá nhỏ để có thể nhìn thấy, lan truyền nhanh chóng từ người sang người, thị trấn sang thị trấn, quốc gia sang quốc gia đến mọi nơi trên thế giới. Bất kỳ ai cũng đều có thể bị lây nhiễm, lan truyền và bị nhiễm bệnh. Khi một người bị nhiễm virus corona thở, nói chuyện, ho hoặc hắt hơi, những giọt nước bọt nhỏ với hàng triệu virus có hại được phát tán vào không khí và nằm lại trên mọi thứ xung quanh. Virus xâm nhập vào cơ thể mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta hít virus vào, virus rơi vào miệng, mũi và mắt của chúng ta. Chúng ta đụng vào virus và nó dính vào bàn tay của mình, sau đó đưa vào mắt, mũi hoặc miệng. Bằng những cách này, virus xâm nhập vào cơ thể làm cho chúng ta bị lây nhiễm. Hầu hết mọi người không bị bệnh nặng với virus corona. Chúng ta có thể có virus trong người mà không hề hay biết và dễ dàng lan truyền nó cho những người khác. Những người này sẽ truyền virus cho nhiều người hơn nữa. Chỉ trong một vài tuần, cả khu phố có thể bị nhiễm virus. Hầu hết những người bị bệnh đều tự khỏi bệnh, nhưng một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người đã có bệnh, có thể bị bệnh nặng và thậm chí tử vong. Virus corona lây lan khi chúng ta ở gần nhau. Để bảo vệ chính mình và bảo vệ lẫn nhau, chúng ta cần tránh xa những nơi đông đúc, những nơi bít bùng và giữ khoảng cách. Đeo khẩu trang để bảo vệ những người xung quanh và cho chính chúng ta. Đừng đụng tay vào mặt, che miệng khi ho hoặc hắt hơi vào phía bên trong khuỷu tay. Rửa tay thường xuyên, rửa sạch bằng xà phòng và nước. Và làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào bằng chất khử trùng để bảo đảm an toàn. Tất cả những hành động này có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona và giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Bạn có thể thực hiện những hành động này cũng để được an toàn.